Mến chào các bạn. Chương trình 10 phút cùng Đức Thánh Linh mỗi ngày lại gặp các bạn trên lịch phát sóng hàng ngày. Ngày hôm nay là ngày 26 và chúng ta cùng nhau mở sách Châm Ngôn đoạn 26 và câu 1. Ok các bạn, cầu nguyện ngay giờ này, thần của Chúa Trời, thần lẽ thật, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va, giáng trên các bạn, mở lòng, mở mắt, mở trí cho bạn thấy được sự mầu nhiệm của lời Chúa Trời. Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt. Wow, lời Chúa bao giờ cũng tuyệt vời. Lời Chúa thật đầy quyền năng, thật là linh nghiệm các bạn ạ. Tôi đã tin Chúa được 20 năm các bạn ạ. Và tôi trải nghiệm rằng bao giờ lời Chúa cũng đúng. Tôi có thể không hiểu, không thông, thế nhưng lời Chúa thì tuyệt đối. Vì chính lời Chúa Trời dựng nên các tầng trời này. Và lời Ngài cũng khẳng định rằng trời đất qua đi nhưng lời Ngài không bao giờ qua đi. Đề tài tiếp tục chúng ta đang được chia sẻ đó là: bạn muốn giàu nhanh chăng? Giàu nhanh ai cũng muốn cả. Và chúng ta biết thế nào là giàu rồi, đúng không các bạn? Và thế nào là nghèo chúng ta lại cũng biết nữa. Và đoạn kinh thánh mà Chúa vừa dạy dỗ chúng ta ở đây: sự vinh hiển không xứng đáng cho kẻ ngu muội các bạn ạ. Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt. Cái chuyện đấy rất là nghịch cảnh, rất là trái ngược nhau, đúng không các bạn? Các bạn hình dung này, mùa hè đang nóng mà lại có tuyết, chuyện đó không thể được. Tại vì tuyết không thể có được trong mùa hè bởi nó tan hết ngay. Và cũng vậy, mùa đang gặt thì mưa bão to thế này thì chẳng ai mong muốn đợi cả, ai cũng chán cả. Như vậy cũng thế thôi, cái sự vinh hiển đấy không bao giờ đi cùng với kẻ ngu muội cả. Kẻ ngu muội, kẻ gian ác các bạn ạ. Và hiển nhiên là sự vinh hiển không bao giờ xứng đáng với nó. Và vinh hiển đấy chính là một khía cạnh đấy các bạn ạ, của sự giàu có. Bạn ơi, hiện tại tôi đang đứng ở trên sân khôn của cựu tổng thống đời thứ tư Yanukovych, Viktor Fedorovich. Ông bây giờ đang chạy trốn khỏi chính quyền Ukraine các bạn ạ. Cái trang trại này, không, đây không phải trang trại, đây là cái dinh thự, gọi là cái biệt phủ các bạn ạ. Nếu tiếng Việt Nam có thể gọi là biệt phủ. Đây chính là một cái nơi cực kỳ rộng rãi và đẹp đẽ các bạn ạ. Biệt phủ mà nó rộng đến 136,8 hecta các bạn ạ. Có thể nói tóm gọn lại là 140 hecta. Nó có tất cả những cái nơi mà đầy đủ để cho một con người sống như một cái thiên đàng trên đất, tạm thời như thế. Nếu mà ai đó họ đền cao giá trị vật chất và giá trị tiền của các bạn ạ. Ở cái nơi này cái gì cũng có cả các bạn ạ. Ở bên trong những cái phòng, những cái bảo tàng khác của ông đấy cũng đầy rẫy những thứ quý giá, những cái toilet bằng vàng, những cái bánh mì bằng vàng, vàng khối luôn các bạn nhé. Rồi ngọc, châu báu, các thứ nó đầy rẫy luôn ở đây, trong đây. Nhưng bạn ơi, bây giờ ông ta không được dùng các bạn ạ. Chính cái nơi này là cái nơi mà ông ta đã chiếm hữu được các bạn ạ. Thế nhưng cái chuyện xảy ra với ông đấy, ông ta bây giờ phải biệt xứ các bạn ạ, để chạy trốn sang nước Nga để mà chạy tị nạn bên đó. Và chạy trong sự nơm nớp lo sợ là có thể bị truy sát, có thể bị biệt kích Ukraine, họ truy sát, họ tiêu diệt mất dưới sự bảo trợ của Putin là Tổng thống Nga. Bạn ơi, đáng lẽ ra cái người có công xây dựng ra một cái công trình tuyệt vời như thế này các bạn ạ thì phải được vinh danh. Thế nhưng ở đây ông không được vinh hiển các bạn ạ. Ông đã ăn cướp của dân. Và khi người ta nói đến cái biệt phủ của ông đấy ở ngoại ô Kiev các bạn ạ, một cái nơi cực kỳ đẹp đẽ và tráng lệ, thì người ta lại nhắc đến một con người ngu dại, một con người gian ác, một con người ăn cắp cướp bóc của dân Ukraine các bạn ơi. Như vậy là ông không được vinh hiển ở trong chuyện này. Và lời Chúa ứng nghiệm rằng sự vinh hiển không xứng đáng cho kẻ ngu muội các bạn ạ. Và bây giờ các bạn nhìn thấy đây, một thực trạng thực sự đây các bạn ạ. Mới ngày nào thôi, ông ta còn là một tổng thống đầy uy quyền tại Ukraine, hét ra lửa. Dưới trướng của ông ta bao nhiêu là bộ hạ thuộc dạng cao cấp, tất cả các loại, ông hét ông làm gì cũng được các bạn ạ. Nhưng bây giờ ông phải chạy sang nước khác để mà lánh lạn, để mà bảo toàn mạng sống của mình. Và không những thế, danh dự của ông mất hết các bạn ạ. Bạn ơi, nơi đây trước đây năm 1935 đã từng là tu viện của dòng Thiên Chúa giáo chính thống giáo Medjugorje các bạn ạ. Nơi đây đã từng
dạy dỗ thờ phượng Đức Chúa Trời. Nơi đây đã từng làm vinh hiển Đức Chúa Trời các bạn ạ. Thế nhưng khi Cộng sản đến và chiếm quyền thì năm 1935 khi nước Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết cũ Cộng sản đấy là rời đô từ Kharkov về thành phố Kiev thì chính phủ Cộng sản Liên Xô đã cướp cái tòa nhà tu viện, tức cái mảnh đất tu viện này, và họ lập lên cái nơi để cho các quan chức chính phủ phè phỡn làm việc đồi bại ở nơi đây các bạn ạ, để họ nghỉ ngơi, họ truy hoan ở nơi này. Và từ cái nơi là rất là tuyệt vời, một cái nơi rất là tĩnh lặng, một cái nơi rất là trang nghiêm thì trở lên một cái nơi hoang loạn các bạn ạ. Và toàn bộ tu viện Nezhigor bị phá hủy hoàn toàn, cái phần còn lại chỉ là một cái giếng nước thôi các bạn ạ. Cộng sản tàn sát hết tất cả các thứ nơi đây và họ lập lên một sự ô uế đặt ở chỗ này. Và từ năm đó trở đi, cái này được biệt riêng cho các quan chức nhà nước đến đây nghỉ ngơi, và các quan chức cao cấp như thủ tướng các bạn ạ, hay bí thư đảng cộng sản của nước này đều được ở nơi này. Bạn ơi, nhưng khi ông Yanukovych ông lên thì ông ấy từ năm 2002 cho đến năm 2014 là ông ấy chiếm hữu cái này, và một thời gian sau ông tư hữu hóa cái vùng đất này các bạn ạ, với một giá cực kỳ rẻ tiền. Thời đầu ông thuê cái mảnh đất này chỉ có giá tiền tương đương Việt Nam là 270.000 đồng Việt Nam các bạn ạ, 1 hecta đất trong một tháng. Các bạn hình dung xem, một cái nơi cực kỳ là không khí trong lành và tuyệt vời mà giá rẻ như bèo. Nhưng sau đó chẳng mấy chốc nó thành tư hữu hóa vào túi của ông đấy các bạn ạ. Wow, nước nhân dân Ukraine phải chịu đau khổ. Nhân dân Ukraine đã bao nhiêu năm than khóc dưới ách độc tài cộng sản, và bây giờ khi thời hậu cộng sản còn nguy hiểm hơn cả cái thời cộng sản nữa các bạn ạ. Bởi vì Yanukovych sinh năm 1950, ông đấy là một nhân vật mà cũng khá giỏi các bạn ạ. Từ một người cướp năm 17 tuổi đã bị tiền án tiền sự và bị ngồi tù vì tội hooligan rồi các bạn ạ. Và thế mà ông thành có thể một cướp, một lưu manh ở cái vùng Donbass Donetsk. Ông là người không có gì mà dính đến dòng dõi của dân tộc Nga U cả các bạn ạ. Ông là mẹ là người Nga, còn bố và các ông cụ kỵ đời trước đấy, ông bà ấy lại là người Ba Lan, gốc Ba Lan ở Litva các bạn ạ. Không có gì mà liên quan đến U cả, ngoài cái việc mà sinh ra tại U. Nhưng nước U kể đã tiếp nhận ông đấy. Thế nhưng cái chuyện xảy ra là nước U ấy nó dưới ách của một cái đế quốc mang tên là nước Nga, tương tự như là Việt Nam dưới ách của Trung Quốc các bạn ạ. Vì thế mà bao nhiêu năm nước Nga là luôn tìm cách để mà kiểm soát nước Ukraine này. Và họ có chính sách là họ phải đặt lên một cái chế độ bù nhìn ở đó thân Nga, tương tự như Việt Nam là thân Trung Cộng, để mà dễ điều khiển, để mà tiếp tục bóc lột nhân dân Ukraine này các bạn ạ. Và năm 30 tuổi, năm 1980 ông vào Đảng Cộng sản, và đến năm 91 khi Đảng Cộng sản sụp đổ hoàn toàn, khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ hoàn toàn một cách toàn diện tại Liên bang Xô Viết cũ đó, thì ông tách ra và từ đảng cộng làm viên Đảng Cộng sản và trở thành một ông cướp, và chẳng mấy chốc ông đã đưa Vừa Tín vào con đường chính trị các bạn, và chiếm lĩnh hết các vị trí khác. Con cái Chúa thật ngu dại khi họ coi thường lĩnh vực chính trị, vì lời Chúa nó khẳng định trong chính trị rồi, khẳng định rồi, dân sự sa ngã vì thiếu chính trị. Và khi họ ngu dại, và khi họ ngu dại hiển nhiên sự vinh hiển sẽ không xứng với họ nữa, và sự vinh hiển đấy lại bị một kẻ khác cướp lấy các bạn ạ. Nhưng tất nhiên kẻ cướp đó lại cũng không đựng được sự vinh hiển đó các bạn ạ. Và chính vì thế mà lời Chúa muốn khẳng định bạn, bạn ơi, chúng ta cần khôn ngoan, cần thông sáng. Mà sự khôn ngoan thật nó khởi đầu từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì không có sự kính sợ Chúa Trời thì sự khôn ngoan chưa hình thành và bắt đầu bạn nhé, chưa có bắt đầu để mà nói khôn, đấy chỉ là láu cá thôi, và kết cục là nhận được một cái sự nhục nhã như thế này. Bạn ơi, lời Chúa ở trong đề tài này ngày 20 có nói rằng cái bánh mà người dối gạt, nhờ dối gạt mà được thì sau đó miệng đầy sạn, hay là cái sản vật mà được vội vã lúc ban đầu thì cuối cùng chẳng được phước các bạn ạ. Và đây bạn nhìn thấy đây, sản vật này đây chỉ là một phần cực kỳ nhỏ của ông thôi, mà ông được lúc ban đầu nhưng cuối cùng không được phước, ông bị ô danh các bạn ạ, muôn đời. Cái nơi này được biến thành cái
công viên quốc gia các bạn ạ. Và cũng là một cái nơi mà trở nên chế nhạo và cười cho các chế độ độc tài cộng sản trước, rằng là nơi đây là viện bảo tàng tham nhũng các bạn ạ. Bạn ơi, giàu nhanh Đức Chúa Trời rất muốn cho các bạn, nhưng các bạn cần phải có cái sự mà tích lũy những hệ thống giá trị mà đã được dạy dỗ ở những bài giảng trước ở trong mình. Khi đó sự giàu có đấy mới xứng đáng cho các bạn, và khi đó bạn thực sự được vinh hiển. Nguyện lời Chúa động chạm các bạn ngày hôm nay. Và đây là một thí dụ điển hình để chúng ta nhìn thấy các bạn ạ, lời Chúa luôn ứng nghiệm. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong lịch phát sóng tiếp theo, và tôi sẽ chia sẻ các bạn một đề tài tiếp theo, làm thế nào để nhận được sản nghiệp và quyền sức giàu cấp bội. Mến chào các bạn, tạm biệt các bạn.